Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Stickman, Equip Life. Let's go. Wow, cháy luôn nha. Cái này nào, phá cửa luôn. Let's go. Mình đang uống một loại thuốc, đó là loại thuốc tê liệt rồi, xong rồi lại làm đi xuyên tường, và bây giờ hết xuyên tường rồi thì lại cứng đơ người luôn. Wow, chết luôn rồi. Và mình sẽ chọn cái này đi, đồng hồ vượt thời gian cũng đài luôn. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Show Fit Quest Pro. Biến thành lấy quá rồi, tức giận mà biến thành lấy quá kinh thật. Mình cứu bác sĩ này. Ok, các bạn là gì và ông này. Okay. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ ba, Ice Cream Eye. Are you coming to play? The boys are in
the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Ông ta cho cô ta đông đá luôn. Đông cứng lại. Oh my gosh. Rồi, mình sẽ phải xuống đây và giải cứu cô gái này thoát khỏi ông ta. Let's go. Oh my gosh. Rồi, ok. Wow, ok, tiếp tục tìm đâu. Let's go. Oh my gosh, vẫn chưa có. Không biết ông ta đâu rồi. Đây rồi. Hóa ra ông ta đang ở trên tầng 2 kia. Và ông ta đang xuống dưới. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay. Bây giờ kéo mình phải giữ ông ta xuống dưới rồi. Ông ta cứ mở lên mở xuống. Okay, let's go. Kafus. Sau đó thì mình sẽ lên trên tầng thượng đây. Ở đây thì có một sợi dây.
đu dây sang kia. Let's go. Sau đó thì mình sẽ chui vào lỗ cống đây. Trong cái lỗ cống này thì chui sang thì các bạn sẽ vào một căn phòng và bị được khóa kín từ bên trong. Thì lúc đó các bạn sẽ phải mở ra và lấy một món đồ mà lúc đầu các bạn để lại. Sau đó thì các bạn sẽ tháo ra và lấy một cái bình ga. Ok, mình sẽ mở cái này ra nào. Lần switch. Rồi sau đó thì mình sẽ mở ra. Trong ta vẫn chưa phát hiện ra mình. Bây giờ thì mình sẽ về thằng xe luôn. Ta phát hiện ra mình rồi, mình sẽ trốn vào đây. Xem ta có thắp nến không. Ok, có. What will the ice cream maker want from me? Let's go. Oh my god. Let's go. Oh my god, đi lại đi. Ok, cứ tưởng của đấy nắm sợi. Vẫn chưa đi được các bạn ạ. Rồi. Mãi vào được. Ok, ở đây là chiếc chìa khóa này các bạn cứu cô gái này. Đã thành công rồi. Let's go. No
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ tư, Slenderina, The Cell Line. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi tìm 8 quyển sách. Wow, một con ma. Quyển sách đầu tiên. Oh my god. Quyển thứ hai. Giật mình, sợ trong tủ lạnh có ma. Chuẩn luôn, không có gì đây. Rồi, tiếp tục đi sang đường bên kia. Let's go. Ở tựa game này thì sẽ không có cái map ở đồ nhá. Còn nếu mà tựa game Slenderina The Solar 2 thì nó sẽ có map ở đồ. Thì các bạn có thể đi và các bạn thấy ngõ cụt, các bạn có thể quay lại được. Ở tựa game này thì nó không map ở đồ, nhưng cái điều là nó bé hơn tựa game Slenderina The Solar. Ok, mình sẽ đi đường này xem thế nào. Trong này không có gì. Tiếp tục mở cái cửa này ra. Không có gì luôn. Ngõ cụt. Đó, các bạn đi tất cả các căn phòng, sau đó tìm tất cả 8 quyển sách. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game thứ 5, Space Pack 2. Play. Compton. Chia. Rookie's Man. Ok, chơi bằng đạn này cơ. Kinh thật. Mình xem xe đây. I need your car. Chạy thôi. Oh my god, cháy đen luôn. Rồi, mình lại phải hồi sinh vào một nơi khác. Quả chạy không kịp. Với cái này, cái xe ô tô này thì với một quả đạn như thế này bắn thì chỉ có chết thôi. Cháy luôn, wow. Tiếp tục là hồi sinh, mình phải vừa bắn vừa đi xa. Oh my god. Tiếp tục nào. Oh
rất là đông. Mình team mình giết được 14 người rồi. Tiếp tục nào. Thì mình sẽ được có 7 người chứ. Cố gắng phải tiêu diệt. Xa quá. Tắt xe ở đây và tắt đường hết rồi. Tám người rồi. Bay như cả cảnh sát đây. Wow, bị đâm mình. Oh my god. Oh my god. Đó, các bạn cứ tiêu diệt. Phần này thì nó hơi lâu một chút cho nên là chơi cũng rất là hay các bạn nhé. Oh my god. Let's go. Súng này bắn xa một chút, không là các bạn sẽ liên lụy một chút rồi. Ok. Ba sao. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang phần tiếp theo. I can't believe it. You're incredible. Great job. Let's go. Sweep, sweep, sweep. Đây là một tựa game trường học. Các bạn phải đi tìm tất cả là 7 cái sắc. Looks like it's sweeping time. Ok, 5 trên 7 rồi. Let's go. Looks like it's sweeping time. Oh my god. Oh man, bị bắt rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Fallout Effect 4. Continue. Và ở tựa game này thì các bạn sẽ phải đi coi con gấu, tránh con gấu nó sẽ vào ngôi nhà các bạn. Ở đây thì các bạn sẽ có 3 cánh cửa. Cánh cửa trước, cửa sau và cửa này như kiểu cửa tủ quần áo. Và một căn phòng nữa, đó chính là phòng ngủ các bạn. Rồi, và ở đây thì con gấu nó sẽ thoát ra. Và lúc đó thì nó sẽ vào từng ngôi nhà. Và bây giờ các bạn sẽ vào từng căn phòng một. Cánh cửa một, sau đó các bạn đóng cửa. Rồi bạn bật đèn flash lên. Tiếp tục.
căn phòng số 2. Đóng cửa và đèn flash. Cánh cửa số 3. Đóng cửa lại bật đèn flash. Tại vì khi các bạn đóng cửa thì nó sẽ tạo tiếng động, lúc đó con gấu sẽ chuồn đi. Và các bạn bật đèn flash thì các bạn không sợ. Còn nếu mà các bạn bật đèn flash trước khi các bạn đóng cửa thì có con gấu nó sẽ đứng ở đó, thì có thể nó sẽ lao vào là cắn các bạn luôn. Và các bạn không kịp đóng cửa nhanh. Đó, sau đó các bạn lại quay lại. Các bạn chơi thời gian làm sao càng lâu càng tốt để tránh con gấu nó sẽ vào nhà các bạn. Và các bạn thật nhanh chuyển tiếp sang cánh cửa tiếp theo. Thì các bạn có thể chơi đến 4-5 giờ mà không có con gấu nào vào được nhà các bạn. Còn nếu các bạn chơi hời hợt thì chỉ cần tầm đến 3 giờ thôi là khoảng 3-4 con gấu đã vào trong nhà rồi. Đó, mình sẽ thử coi đến 2 giờ rồi mình bật ở chỗ giường xem có con gấu nào vào chưa. Thường thì nó xuất hiện nhiều nhất từ lúc 3 giờ đến 4 giờ trở đi. Là lúc đó các bạn coi thật nhanh. Đó, 2 giờ rồi và mình sẽ kiểm tra giường ngủ chưa có nào. Đó, các bạn cứ như thế và coi ba căn phòng này, ba phòng này với tương đương với ba cánh cửa. Ok. Rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang tập game tiếp theo. Kerry và Danny. Play, let's go. Oh my god. May mà chưa rơi xuống dưới. Tiếp tục nào. Level 5 luôn. Ok, level 3. Oh my god, rơi luôn. Rồi, mình sẽ vào đây xem. Ở đây các bạn sẽ đi thu thập những anh chàng Kerry Benani. Tiếp tục đi ra ngoài nào. Xuống đây. Ô. Oh. Anh kia không biết có mấy người. 6 người thôi chạy đã. Tại vì mình không đủ dân số để bắt anh ta. Oh my god. Bị ngay gọi là người thứ 5 bắt. Có điều cái đường này đi tìm rất là khó luôn. Rất ít người. Ok. Kia đã có 9 người rồi cơ. Wow. Cái này rất là đông luôn này. Không hiểu sao đông vậy. Lên đến 37 người rồi. Anh số 10. Tiêu cho anh số 10 này. Số 12. Số 12 chắc đây rồi. Đánh số 3 nữa. Trên đây. Anh số 3 rất là cao. Và mãi chứ anh ta chưa tăng dân số lên tí nào. Rồi mình sẽ quanh bên tay phải đi. Đây có một lối đi sang A. Xem anh ta như thế nào đây. Bắt luôn. Ok. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.